Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ cùng các bạn vẽ nhân vật Lucy Hatfilia trong phim Fairy Tail nhé. Lucy là một tinh linh pháp sư và cũng là một trong số ít những tinh linh ma đạo sĩ yêu quý tinh linh của mình như những người bạn và không bao giờ lấy họ ra làm lá chắn cho bản thân. Bên cạnh đó, Lucy là một người thông minh tốt bụng, biết quan tâm đến những người xung quanh. Cô yêu màu xanh và màu hồng, ghét sự giả dối, thích nấu ăn, đọc sách và viết tiểu thuyết. Cô không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Ok, đây là một chút ít thông tin về Lucy mà mình đem đến cho các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ.
Ok, giờ mình chỉ cần thêm một vài nét để làm cho bức hình đậm lên một chút là hoàn thành nha các bạn. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực ra những video khác nữa nhé. Giờ thì cùng mình chiêm ngưỡng thành quả nào các bạn ơi!